Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Phần cốt truyện ở Wano đã là một phần sử thi khá mới tại đây. Luffy cuối cùng đã có một bước tiến lớn với mức độ sức mạnh tiếp theo để vươn lên ngang hàng với cấp độ những người mà trước kia Luffy khao khát đánh bại, đó là Tứ Hoàng, còn được gọi là các hoàng đế. Luffy luôn có sự phát triển đáng kinh ngạc kể từ khi anh ta là một hải tặc non trẻ mới bắt đầu ra khơi, cho đến khi anh ta chinh phục mọi vùng biển mà băng mũ dâm của mình đi qua. Luffy chỉ thực sự trở thành mối đe dọa đối với chính phủ thế giới sau chuyến hành trình xâm nhập vào lãnh thổ của Big Mom ở đảo Bánh. Nếu nghe nói đến Big Mom, hầu như các hải tặc khác đều đã run sợ, chứ nói gì có dám động vào đồ của Big Mom. Nhưng Luffy thì khác. Luffy đã phá hỏng hoàn toàn bữa tiệc trà, phá hủy bánh cưới của Big Mom, phá hủy một phần đáng kể quân đội của Big Mom và đánh bại hai trong số ba chỉ huy ngọt ngào, cùng với việc đánh cắp thông tin từ phiến đá Road Poneglyph của Big Mom và thoát khỏi sự truy sát của cả băng Big Mom mà vẫn an toàn. Sau đó, Luffy được tuyên bố là hoàng đế thứ năm của biển cả. Tuy nhiên, chưa hoàn toàn được mọi người công nhận sức mạnh đó, mà 1 tỷ năm thực ra đó là do lều báo Morgan bơm thổi lên. Chính vì vậy, việc Luffy đánh bại Kaido bằng thực lực và cuối cùng vươn lên vị trí Tứ Hoàng là cực kỳ quan trọng. Lần này, Luffy được toàn thế giới công nhận là một trong những hoàng đế mới. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn được nhiều người đặt ra là Luffy khi ở đẳng cấp hoàng đế thì mạnh đến mức nào? Sức mạnh của Luffy đã ở đẳng cấp Tứ Hoàng. Không cần phải nói quá nhiều thì Tứ Hoàng Luffy hiện nay đang là một trong những người mạnh nhất trong thế giới One Piece. Sự trưởng thành của cậu ta có tốc độ nhanh đến mức đáng kể về sức mạnh cho đến suy nghĩ. Từ một tân binh nhỏ bé cho đến bây giờ trở thành một tên hải tặc kỳ cựu sau các sự kiện ở trận chiến thượng đỉnh Marineford. Sau quá trình luyện tập 2 năm time skip, Luffy trở thành người có thể hạ gục một chỉ huy tứ hoàng và thậm chí bây giờ có thể xử đẹp một tứ hoàng là Kaido. Thứ nhất, Haki. Như vậy thì Luffy đã phát triển sức mạnh của mình rất nhiều và phần lớn trong đó là nhờ vào sự tiến bộ Haki. Dưới sự hướng dẫn của Silver Rayleigh, cậu ta đã học được những kiến thức cơ bản về sức mạnh này, nhưng chỉ qua những thử thách khác nhau ở các trận chiến mà Luffy đã phải đối mặt trên hành trình của mình. Luffy mới có được kinh nghiệm thực chiến và cậu mới càng ngày càng nâng cao được khả năng sử dụng các loại Haki. Luffy hiện giờ có thể sử dụng cả 3 loại Haki ở dạng cao cấp. Haki quan sát của Luffy đã được sử dụng thành thạo ở cấp độ cao nhất, cho phép Luffy nhìn thấy tương lai khá dễ dàng. Trong khi Haki vũ trang của Luffy ở cấp độ mà Luffy phá hoại mọi thứ bên trong đối thủ, mà không cần tiếp xúc vật lý với chúng. Và cuối cùng, Haki Báo Vương, đây được coi là một trong những thứ khủng khiếp nhất của Luffy. Luffy có thể phủ Haki Báo Vương cao cấp vào trong các đòn tấn công của mình để tạo ra lực sát thương gấp đôi, đồng thời có thể gây chiến với những đối thủ khác mà không cần chạm vào đối thủ. Theo lời giải thích của Kaido, sức mạnh của Haki là cần thiết, người càng thành thạo Haki thì càng mạnh. Đây là thứ sức mạnh mà Roger đã thành thạo đến mức có thể khuất phục cả thế giới. Và nếu Luffy muốn trở thành vua hải tặc, việc rèn luyện Haki để thăng cấp nó là điều cần thiết. Trong cuộc chiến chống lại Kaido, Luffy cuối cùng đã đánh thức được khả năng sử dụng Haki Báo Vương cao cấp và liên tục sử dụng Haki Báo Vương chiến đấu với Kaido, giúp cho cậu ta càng ngày càng thành thạo loại Haki này. Kaido giống như một người thầy trong trận chiến mài giũa Haki Báo Vương cho Luffy, để đến cuối cùng, Luffy tốt nghiệp, sử dụng Haki Báo Vương cao cấp cùng với năng lực trả quỷ thức tỉnh, hạ gục người thầy trị giá 4,6 tỷ berry với danh hiệu sinh vật mạnh nhất thế giới. Thứ hai, trả quỷ. Trong khi Haki chắc chắn là một trong những sức mạnh chính của Luffy, thì trái ác quỷ của cậu lại là một thứ sức mạnh khác. Mặc dù bề ngoài Gomu Gomu no Mi trông giống như một trái cây ác quỷ bình thường, nhưng Luffy đã rèn luyện sức mạnh của nó đỉnh cao. Như đã tiết lộ ở trong chương 1043, trái cây ác quỷ này thực sự là một trái cây hệ doan thần thoại, trước đây được thần mặt trời Nika sử dụng và tên thật của nó là Hito Hito no Mi, hình mẫu Nika. Điều đó không có nghĩa là Luffy đã được ban cho sức mạnh to lớn ngay từ khi bắt đầu. Trái ác quỷ này cần nhiều sự sáng tạo để có thể trở nên hữu ích. Vũ Lão Tinh đã nói, trái cây ác quỷ này sẽ chỉ bị giới hạn bởi sự sáng tạo của người dùng và sức mạnh thực sự của nó chỉ có thể được khai thác khi người dùng thức tỉnh. Luffy đã đánh thức được trái ác quỷ của mình trong cuộc chiến chống lại Kaido và do đó có thể khai thác được Gear 5, một dạng được biết đến trạng thái đỉnh cao của Lù. Sử dụng sức mạnh của trái Nika, Luffy có thể chiến đấu với sự tự do hơn nữa và mang lại nụ cười và niềm vui. Đúng với danh hiệu chiến binh giải phóng, với Gear 5, Luffy có được một sự biến đổi mới, điển hình của sự thức tỉnh hệ doan trong thần thoại. Nhưng anh ấy cũng có được khả năng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, thậm chí cả những người khác bằng đặc tính cao su. Sức mạnh mới của Luffy. Phần lớn người hâm mộ có lẽ đã bỏ qua chi tiết này, nhưng One Piece vừa cho Luffy một đợt tăng sức mạnh lớn. Điều này khiến cho cậu ta xứng đáng với danh hiệu mới là một trong những hoàng đế, hải tặc mạnh nhất thế giới. Trận chiến khốc liệt chống lại Kaido buộc Luffy phải đánh thức trái ác quỷ, và trái ác quỷ của cậu tên thật là Hito Hito no Mi. Khả năng thức tỉnh của Luffy về cơ bản cho phép cậu ta điều khiển bản thân và môi trường xung quanh. Trong trận chiến với Kaido, những sức mạnh điên cuồng này thường tạo ra những yếu hài hước, chẳng hạn như khiến người ta không thể tin được mắt họ. Trong lần sử dụng đầu tiên,
Có vẻ như Luffy phải biến hình ở dạng gear 5 để sử dụng khả năng này, điều này cũng gây tổn hại lớn đến cơ thể của cậu ta. Nhưng ở trong chương 1053 đã có một chi tiết rất kỳ lạ. Khi Kid thông báo cho Luffy về việc vị trí các tứ hoàng đã thay đổi, Luffy mặc dù ở dạng cơ bản bình thường nhưng vẫn có tác động giống hệt như sức mạnh Nika của cậu ta, giống như cuộc chiến với Kaido. Điều này có nghĩa là các khả năng mới của Luffy vẫn luôn hoạt động và Luffy không cần phải biến đổi thành gear 5 để sử dụng chúng. Đây có thể là kết quả của việc thức tỉnh trái ác quỷ, có nghĩa là cậu ta đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh trái ác quỷ và nó có thể cũng sẽ giúp cho Luffy khắc phục được một số điểm yếu. Cho đến thời điểm hiện tại, mỗi trạng thái gear của Luffy đều có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian giới hạn vì sự gia tăng sức mạnh thường đi kèm với việc tiêu hao rất nhiều sức mạnh, đặc biệt là trong trường hợp của gear 4 và gear 5. Tuy nhiên, bây giờ thì Luffy đã có thể sử dụng khả năng thức tỉnh của mình một cách dễ dàng, có nghĩa là Luffy sẽ không còn bị giới hạn thời gian nữa. Điều trước kia là trở ngại lớn. Chính phủ thế giới đã sợ hãi trái ác quỷ của Luffy đến nỗi, trong quá khứ, tên của nó được thay thế để che giấu những gì họ mô tả là sức mạnh kỳ cục nhất trên thế giới. Luffy hiện giờ có thể liên tục ở trong trạng thái thức tỉnh, điều đó có nghĩa là cậu ta có thể tiếp cận những khả năng điên rồ và chế ngự được trái ác quỷ của mình bất cứ khi nào cậu ta muốn. Nâng cấp sức mạnh này là bước đệm khi mà sắp tới Luffy phải đối đầu với đô đốc Bò Xanh, người vừa đến Wano và đang nhắm vào đầu của Luffy. Đại hạm đội mũ rơm là một tứ hoàng. Ngoài việc sở hữu sức mạnh khủng khiếp thì tứ hoàng sẽ còn có các thành viên băng hải tặc của mình, có các đồng minh cùng với lãnh thổ. Điều này chúng ta có thể thấy rằng Luffy không thiếu gì cả. Băng hải tặc mũ rơm hiện tại là một trong những băng nhóm mạnh nhất trên biển. Luffy có đôi cánh mạnh mẽ như Zoro và Sanji, cả hai đều đủ mạnh để hạ gục các chỉ huy của tứ hoàng, như chúng ta đã thấy trong phần Wano. Băng hải tặc mũ rơm vẫn còn có những nhân vật mạnh mẽ như Jinbe, có khả năng là Yamato, con trai của Kaido. Hơn nữa, Luffy còn có một hạm đội hải tặc chuyên dụng được gọi là Đại hạm đội mũ rơm, được thành lập vào cuối phần Red Rosa. Mặc dù hạm đội vẫn chưa được triệu tập, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy Luffy là một hải tặc cực kỳ mạnh. Đối với các vùng lãnh thổ, Luffy chưa phát triển được nhiều, tuy nhiên thì không thể xem thường. Băng mũ rơm đã có đảo người cá được bảo vệ dưới lá cờ của mình, và bây giờ Wano có khả năng sẽ đi theo con đường đó. Nhiều quốc gia khác có thể sẽ sớm liên kết với Luffy. Đầu tiên, Alabasta đã bị chính phủ thế giới nhắm mục tiêu. Họ sẽ không ngần ngại phá vỡ liên minh với chính phủ và đứng về phía Luffy. Đồng thời, Red Rosa và nhiều vương quốc khác mà Luffy đã giúp đỡ và giải phóng trong nhiều năm qua cũng có thể sẽ sát cánh cùng cậu sớm thôi khi cậu đã là một tứ hoàng. Các quốc gia khác đang bị nhắm mục tiêu, chẳng hạn như Amazon Lily, và thậm chí nhiều quốc gia của các chỉ huy đại hạm đội mũ rơm, chẳng hạn như vương quốc Kano. Mihawk đã nói một câu về Luffy, cậu ta có sức mạnh đáng sợ nhất trong toàn bộ đại dương, khiến mọi người xung quanh cậu trở thành bạn và giúp đỡ cậu ta. Và có vẻ như Luffy đã sử dụng sức mạnh này một cách hoàn hảo nhất. Với tất cả những gì được xem xét, Luffy thực sự xứng đáng là một tứ hoàng bây giờ và có thể sẽ đạt được sức mạnh lớn hơn nữa và danh tiếng càng ngày càng tăng khi đối đầu với các tứ hoàng khác, chẳng hạn như tứ hoàng Shanks và Dâu Đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Sheldon nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.